Mến chào quý anh chị. Vị trí hiện tại đang đứng thuộc khu vực xã Thanh Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Lô đất ngày hôm nay muốn giới thiệu với anh chị có giá là 970 triệu, ngang 5m, dài 27m. Trên đất đã có sẵn 100m vuông thổ cư, nằm trên mặt tiền đường nhựa chính 8m, ô tô có thể di chuyển thoải mái. Hạ tầng đều đồng bộ và hoàn thiện hết rồi và nằm trong khu dân cư hiện hữu, cách với đường tỉnh lộ DT724 chỉ 200m thôi nha quý anh chị. Lát ở cuối video em sẽ quay cái tuyến đường đi ra để anh chị mình quan sát, mình theo dõi. Ranh giới đất của mình là theo hướng tay em chỉ. Sang phía bên trái này là 5m, dài là 27m. Trên đất đã có sẵn 100m vuông thổ cư, giá chỉ có 970 triệu thôi nha quý anh chị. Một mức giá rất là hợp lý để anh chị mình sở hữu bất động sản giá tốt tại thời điểm hiện tại. Vị trí đất mình cách sân bay Liên Khương là 13 km và cách với thành phố Đà Lạt là 43 km nha quý anh chị. Toàn bộ tuyến đường lưu thông đều là đường nhựa, di chuyển rất là thuận tiện. Theo hướng này mình tiếp giáp tỉnh lộ 724, mình rẽ tay phải sẽ di chuyển về khu vực ngã ba Tân Hội, tiếp giáp với quốc lộ 20. Từ đây ra quốc lộ 20 là 2 km nha quý anh chị, rất là gần. Rẽ tay trái mình sẽ di chuyển về khu vực trường trạm chợ của khu vực Tân Hội, khoảng cách là 3 km. Toàn bộ tiện ích sống của mình hàng ngày chỉ trong bán kính là 3 km thôi, rất là gần. Hiện tại trên đất đang để trống nên cỏ mọc nhiều. Anh chị nào mình sở hữu thì sẽ có địa chỉ tới cắm lại ranh mốc rõ ràng, ranh giới cho mình, đảm bảo đầy đủ diện tích, không tranh chấp. Anh chị nào mình đang tìm một bất động sản tại khu vực ven thành phố Đà Lạt, đất nền, thổ cư, nằm trong khu dân cư và về lâu về dài có thể kinh doanh, buôn bán thì mình có thể tham khảo lô đất này. Giá 970 triệu, khí hậu thoáng mát, trong lành. Và nếu anh chị nào mình quan tâm tới vị trí lô đất này, có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở phần mô tả để em có thể đưa anh chị tới và có cảm nhận khách quan nhất. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị một ngày tốt lành.